tiểu bang West Virginia tặng trái phiếu trị giá 100 đô la Mỹ cho những người dưới 35 tuổi chịu tiêm chủng vaccine. Thống đốc Jim Justice của tiểu bang West Virginia cho biết sẽ tặng trái phiếu 100 đô la cho các cư dân ở độ tuổi từ 16 đến 35 chịu tiêm vaccine chống COVID-19. Theo thống đốc, khoảng 52% trong số 1,5 triệu cư dân đủ điều kiện của tiểu bang đã nhận được ít nhất một liều vaccine. Nếu ít nhất 275 người trẻ tuổi ở West Virginia cũng chịu đi tiêm chủng, sẽ nâng tổng số tiêm chủng của bang lên 70%. Thống đốc Justice cho biết, ông sẽ sử dụng quỹ tài trợ khẩn cấp từ liên bang do đạo luật CARES tài trợ, đều đã được Quốc hội thông qua vào tháng 3 năm ngoái, nhằm chi trả cho các khoản trái phiếu tiết kiệm. Gói cứu trợ trên đã được trực tiếp gửi đến chính quyền các bang, khoản tiền là khoảng 150 tỷ đô la để giúp họ chống lại đại dịch. Được biết, các tiểu bang có từ giờ đến hết năm để sử dụng khoản tiền trên.